Hello, xin chào các bạn nhé. Đây là một cái trường hợp một cái sẹo lõm ở trên trán của một bạn nam bị từ bé nhỉ? Em bị từ bao giờ? Em bị từ bé. Em bị từ bé. Ban đầu thì cái sẹo nó ở cái hình ảnh phía bên góc bên trái, các bạn có thể nhìn thấy là nó rất là sâu. Khi mà tôi soi cái ánh đèn thì nó sẽ có cái bóng và chúng ta sẽ nhìn thấy cái rãnh rất sâu trên trán. Nhưng mà sau hai lần tách cái sơ sẹo và dùng cái sợi sinh học PRS sau khi làm PRP thì đã đưa vào và gần như là nó đã đầy hoàn toàn phẳng luôn, không còn cái vết gợn gì nữa luôn. Đó, đây là một trong những cái phương pháp điều trị sẹo rất là mới được ứng dụng trong năm 2022 này. Và những bạn nào mà có những cái dạng sẹo như thế này, dạng sẹo vết thương hoặc dạng sẹo do mụn mà dạng đáy sẹo nó rộng, nó sâu, thì hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này và hoàn toàn có thể chỉ mất hai lần điều trị là cái kết quả nó sẽ rất là tốt. Ok, đây là một cái trường hợp mà cũng muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn nếu mà ai có trường hợp tương tự thì có thể là liên hệ để bác sĩ có thể tư vấn giúp các bạn.